Vâng, xin kính chào tất cả anh chị nhé. Và lại là một chiếc Sorento phiên bản 7 chỗ ngồi, cực kỳ là rộng rãi và rất là lành tính nhé. Nhắc đến Kia Sorento thì chắc chắn đây sẽ là một mẫu xe 7 chỗ được lựa chọn hàng đầu rồi. Và đặc biệt đây lại là một cái phiên bản đặc biệt, bản full có trang bị cửa sổ trời Panorama, trang bị ghế điện, trang bị đề ấn nổ và đặc biệt đó là phiên bản 2 cầu. Và phiên bản 2 cầu là phiên bản full nhất anh chị ạ. Vậy thì với cái chiếc xe Sorento này thì anh chị được những gì? Thứ nhất đó là đến từ thương hiệu công nghệ của hãng Kia. Thì chiếc xe có cái chiều dài khá là rộng rãi đó, tổng thể lên đến gần 5 mét, khoảng sáng gầm cao, bản lốp dày và na răng là 18 inch. Cộng với việc đó là xe được thiết kế khá là rộng rãi lên đến gần 1m7, thì nó có không gian nội thất cực kỳ là rộng rãi, mang lại sự thoải mái cho người sử dụng. Với những chiếc xe 7 chỗ thì chắc chắn là ta sử dụng để đi đông người rồi, mà muốn sử dụng đông người thì ta phải cần có sự thoải mái và cần có sự rộng rãi. Một số anh chị mua Fortuner sử dụng rồi thì cảm thấy rất là khó chịu và cảm thấy rất là hối tiếc, bởi vì Fortuner nó không có được sự rộng rãi và nó không mang lại sự thoải mái, và công nghệ thì nèo nàn. Cái chiếc xe Sorento này của em thì thực sự nó được rất nhiều điểm, đó là nó rộng rãi, công nghệ nhiều. Vâng, công nghệ nhiều thì nó gồm cái gì ạ? Vâng, nó gồm ghế điện, nó gồm đề ấn nổ, nó gồm có hai cầu, nó gồm có cửa sổ trời Panorama toàn cảnh, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, đó rất nhiều những công nghệ cao cấp, form dáng dài rộng. Và đây là một chiếc xe cực đẹp luôn, xe của một bác cán bộ công an của tỉnh Bắc Giang vừa mới bán lại cho bên showroom ngày tối ngày hôm qua. Và các bác nhận thấy chất lượng của xe qua từng chi tiết đây ạ. Đây ạ. Các bác nhìn form xe này, đều tăm tắp luôn, nước sơn zin đẹp, bóng, vâng, đẹp xuất sắc luôn. Và đây bây giờ các bác có thể nhận thấy chiếc xe, độ chất của cái chiếc xe thông qua các chi tiết của nội thất này. Các chi tiết nội thất các bác sẽ thấy này. Công nghệ giải trí của chiếc xe này cũng khá là tuyệt vời. Bản thân chiếc xe được trang bị toàn bộ là 8 loa vòng xung quanh xe đó, vòng xung quanh xe. Và xe được trang bị, các bác nhìn thấy được rằng là hộp số tự động 6 cấp, hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập và 3 vùng điều hòa được trang bị đủ cho 3 hàng ghế. Trang bị đề ấn nổ sát tốp, chìa khóa thông minh. Vô lăng được tích hợp các phím bấm chức năng, đặc biệt là phím Cruise Control đi ga tự động các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhận thấy được màn hình được trang bị đó là màn hình Android, giải trí đa phương tiện. Tam ly tam lô của xe được trang bị bằng hệ thống nhựa cao cấp, bọc carbon và còn mới kính cong luôn. Và đặc biệt cửa sổ trời Panorama, các bác toàn nhìn toàn cảnh này. Cửa sổ trời Panorama toàn cảnh được trang bị cho chiếc xe, nó tạo cái sự thông thoáng và mát mẻ, cũng như là một số những cái chức năng phụ trợ cho chiếc xe này. Và toàn bộ chiếc xe này là Zinet 100% bao bảo hành cam kết cho các bác đi kiểm tra test hãng mọi nơi mọi lúc. Và các bác có thể nhìn thấy khoang ghế hàng thứ hai. Đấy, đặc điểm của Sorento thì có cái khoang ghế hàng thứ hai rất rộng rãi, khoảng cách để chân từ hàng phía ghế trước đến hàng ghế phía sau, mang lại cho người ngồi một cái là thoải mái. Ta có thể ngồi ít nhất đó là 3 người và 4 người vẫn mang lại sự rộng rãi các bác nhé. Đấy, ghế da của xe vẫn là theo nguyên bản, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe cực chuẩn. Và cửa gió điều hòa phía sau được trang bị ở cái thanh ô phía sau này, khá là tiện lợi cho người chỉnh đốn các bác nhé. Thay vì việc cho vào ở đây rất là vướng víu và nó ở phía dưới chân thì đã thiết kế ở bên hông rồi. Và ta sang cái hàng ghế phía sau dành cho người thứ 6 và người thứ 7. Các bác thấy được rằng nếu như em đi 5 người thì em có thể hạ hàng ghế thứ 3 này xuống, thì có một cái không gian để đồ cực kỳ là rộng rãi cho gia đình. Còn nếu như anh chị nhận thấy được là hệ thống điều hòa dành cho người ngồi phía sau, người ngồi thứ 6 và người ngồi thứ 7 thì được trang bị vùng thứ 3 nằm ở đây. Và có điều chỉnh riêng anh chị nhé. Đấy, điều chỉnh tắt mở ở đây. Đấy, và tất cả phần nhựa, anh chị nhìn này. Phần nhựa đẹp xuất sắc luôn. Đấy, phải nói rằng thường là những cái chiếc xe, những phần nhựa này theo năm tháng là đi rồi người ta để đồ xuất sắc. Nhưng đặc biệt chiếc xe này không hề xuất sắc. Đèn đóm zin tuyệt đối luôn. Vâng, chiếc xe đẹp quá luôn ạ. Vâng, phải nói là đẹp xuất sắc. Tất cả các chi tiết ốc ác là zin nguyên này, không hề có một tì vết này. Chưa từng tháo mở này, các bác nhìn này, ngay cả rô tuyn này hơn 6 năm trời mà nó vẫn còn nguyên bản, từng con ốc luôn. Đấy, tất cả các đường máng nước zin hết, đèn đóm zin tuyệt đối luôn. Đấy, phải nói rằng đây chiếc xe xuất sắc các bác ạ. Đây. Đấy, đóng chắc không? Đấy, chiếc xe này thì là hàng nhập ba cục các bác nhé. Có nghĩa là tất cả cái hàng này là được sản xuất bên Hàn Quốc, sau đó nhập ba cục theo đường biển về Việt Nam và lắp ráp tại công ty Trường Hải. Thì đây là một cái sự khá là tuyệt vời. Các bác có thể nhận thấy được là cái đấy em không quay con lốp bên kia, nhưng mà các bác sẽ thấy là bốn quả lốp mới tinh,
chủ nhân vừa mới thay, các bác về không phải thay lốp nữa. Đây, nguyên râu, luôn ca lo. Quả này là 272, quả này là gần 4 triệu một quả. Thì 4 quả này thì thay là gần 16 triệu. Thì các bác về không phải thay nữa rồi. Tami Tamno xe này đẹp xuất sắc luôn chị ạ. Vâng, phải nói rằng đây là chiếc xe quá đẹp luôn, quá chất luôn, zin 100%. Cánh cửa đóng chắc định. Và đặc biệt là lên hàng ghế lái này, các bác sẽ thấy những nhiều công nghệ được trang bị này. Đầu tiên, hàng ghế lái được trang bị đó là ghế chỉnh điện đa hướng, 12 hướng luôn các bác ạ. Và đặc biệt đây, tam ly cửa, gương gập điện tự động này, gương kính chỉnh điện này, hai kính lái auto này, tất cả bệ tì tay này. Các bác nhìn này, ghế lái mà đẹp như thế này rồi thì chắc chắn bốn ghế sau phải đẹp. Này, tam ly này, đấy, ốp nhựa cứng này, các mở tay cửa này, cái tì tay cửa này, sơn xi là nguyên bản, đúng không ạ? Đẹp dã man luôn. Và đây, các bác nhìn đây, ban đủ thì nó sẽ được đầy đủ tất cả các chức năng. Đặc biệt đây, phiên bản hai cầu được ký hiệu như thế này, đổ đèo ngang dốc này, cửa đèn pha này, hệ thống chấn chân trượt cân bằng điện tử này, điều chỉnh đèn pha này. Đấy, các bác nhìn đủ chưa? Đấy, đây là bản full nhá, bản hiếm đấy ạ, và là cái bản đắt nhất cho với tất cả các bản. Và đây là vô lăng này, vô lăng zin không, đẹp không ạ? Và không một tì vết luôn. Điều chỉnh âm lượng này, đặc biệt đi ga tự động này, đèn auto và gạt mưa auto các bác nhá, tất cả đều auto tự động hết. Và mặt đồng hồ là zin và xe chạy có 10 vạn thôi các bác ạ. Vâng, chạy đúng 10 vạn luôn các bác nhé. Đây, các bác nhìn này, đúng 10 vạn km luôn, không sai một ly. Và bây giờ ta xem phần máy của xe này. Phần máy nhá. Và phần máy này, phần máy thì cũng là một đặc điểm cực kỳ là để các bác có phải là đây là điểm mạnh. Bởi vì với Kia Sorento nó mang khối động cơ máy xăng đó là 2.4. Nhưng các bác nghe tiếng nổ thế nào ạ? Đấy, các bác máy quay để nguyên nghe tiếng nổ một chút này. Các bác nghe tiếng nổ thì thầm mùa xuân không? Bởi vì đây là máy zin các bác nhá. Đấy, khi mua những chiếc xe này các bác không sợ xe chạy dịch vụ, không sợ xe chạy taxi. Bởi vì tại sao ạ? Bởi vì đây là cỗ máy bền bỉ nhất thế giới. Và máy xăng này thì không ai chạy taxi cả, người ta chỉ mua chạy gia đình thôi. Tất cả khoang máy sáng đẹp, từng chi tiết đèn đóm zin này, các bác nhìn này, từng chi tiết zin hết, phần nhựa này không một tì vết luôn. Đấy, chiếc xe đẹp nó thể hiện qua từng chi tiết luôn. Và cái chiếc xe chất nó không thể che giấu được cái chi tiết kém chất lượng được. Và đây hệ thống rô tin được đỡ này, quá đẹp luôn các bạn. Và đây ạ, ôi giời, phải nói rằng đây là một sản phẩm mà bên em nhập về cảm thấy quá là ưng ý luôn. Vậy thì với chiếc Kia Sorento máy xăng 2015 là phiên bản cuối cùng nhập 3 cục đấy, thì bên em đang chào bán cho toàn bộ tất cả quý khách hàng gần xa trên toàn quốc. Và đặc biệt đây là phiên bản 2 cầu các bác nhé, với giá tiền đó là 510 triệu đồng. Các bác muốn chốt chiếc xe này thì liên lạc điện thoại hoặc Zalo trực tiếp với em Dũng theo số hotline đó là 0964 834 834, đã được ghi trên tiêu đề. Vâng, rất cảm ơn các bác và chào các bác. Và muốn xe chất lượng thì hãy đến đây để tìm chiếc xe này các bác nhé, quá chất lượng luôn, khẳng định không có chiếc thứ hai. Vâng, xin chào tạm biệt. Vâng, và bây giờ mời các bác tới phần gầm nhé. Phần gầm nó rất là quan trọng, bởi vì ta sẽ khám phá ra được xem là cái chiếc xe nó có zin thực sự không. Chứ nói mồm mồm mà không có những cái chi tiết gầm thì thực sự là rất là khiếm khuyết. Và chỉ có showroom của bên em mới có những cái phần gầm chi tiết để cho anh chị nhìn trước khi kiểm tra và chốt chiếc xe này. Anh chị nhìn thấy đây là phần số của xe này, toàn bộ cái phần phía này là phần số nhé. Phần số của xe thì được bảo vệ bởi những cái con ốc này, các bác nhìn này, cái con ốc này đấy, là có độ zin nguyên tuyệt đối luôn, chưa từng vặn mở. Và những cái phần gioăng, gioăng số anh chị có thể nhận thấy được là nó còn nguyên vẹn, đúng không ạ? Và phần đáy số này, các anh chị nhìn này, những con ốc này không hề có một tì vết gì cả, đúng không ạ? Đây là phần rốn dầu để thay dầu hộp số này. Đấy, các bác nhìn này, ra máy sáng đúng không ạ? Và toàn bộ tất cả các chi tiết, bắt đầu ta sang phần máy này, tất cả các chi tiết là ốc ác là còn nguyên zin nhá các bác nhá, nguyên zin tuyệt đối nhá. Và đây là phần đáy tắc te của máy này, các bác nhìn phần đáy tắc te của máy này, những con ốc đáy tắc te này và phần gioăng này. Đấy, nó đỏ hồng ra thời gian các bác nhá. Độ zin của chiếc xe nó được khẳng định khi mà bên em nâng cầu lên để có thể là đưa từng chi tiết cụ thể nhất cho các bác về phần máy số. Vậy thì với phần máy số mà em vừa quay cho bác để khẳng định một điều, đó là máy zin và số zin và chân máy này chưa từng tháo mở các bác nhé. Và tiếp theo đó là phần bệ đỡ chân máy, các bác nhìn những cái thanh đỡ chân máy này là zin tuyệt đối này, không bị cong vênh này, càng chữ A này, không bị cong vênh, không bị sập sệ, thì có nghĩa là chiếc xe nó không bị đâm xô tai nạn mà không bị sập nữa các bác nhé. Và chỉ nâng gầm ta mới nhìn được. Và tất cả các hệ thống phanh cũng như là
protein cũng như là tất cả cái chi tiết của xe là zin và nguyên bản. Đây ra máy số, ra máy ra số sáng trưng luôn, sáng đẹp luôn. Và anh chị có thể nhìn được cái phần chăm sóc xe vẫn còn đẹp và ok. À, phần bên này cũng thế này, đúng không ạ? Đấy, nâng cầu nên có nhiều những hữu ích mà nếu không nâng thì ta không thể nhìn được. Và nâng lên thì kiểm tra được nó zin rồi thì hoàn toàn yên tâm. Anh chị có thể nhìn với phần ống bô, ống xả của xe, nó không được lên. Vâng, bởi vì chiếc xe chạy ít đúng không ạ? Vâng. Đây, còn đây là cầu này các bác này, cầu này. Đấy, đây là trục cắt đăng nhá. Đấy, trục cắt đăng nó vẫn còn được giữ nguyên từ đầu và hoạt động bình thường. Đấy, hệ thống hai cầu. Còn đây mặt sàn của xe, toàn bộ mặt sàn của xe được làm bằng chất liệu tôn cực kỳ là cao cấp và ba bô lê là không bị sập sệ các bác nhé, và không bị mối mọt. Đấy, cổ bô sáng và ống bô, ống xả cũng sáng, tất cả các chi tiết xe zin và nguyên bản. Đấy, các bác nhìn gần hơn một chút đấy ạ. Đó, nâng cầu lên các bác thấy là an toàn tuyệt đối không ạ? Đây phần trục cắt đăng nhé, nó nối từ phía bên này này, chưa từng tháo mở này. À, chưa từng sửa chữa các bác nhé, zin tuyệt đối, cái phần máy bên trong khô ráo, không hề có một vết dầu mỡ nào cả. Và đây, trục cắt đăng này, trục cắt đăng này. Đấy, nó kéo dài xuống bên dưới này, nó tẽ sang hai bên này, các bác nhìn này, tẽ sang hai bên này. Và tất cả những cái răng rô tin thủy lực của xe là zin vào nguyên bản và còn rất là chắc chắn và đẹp đẽ các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, mới tinh chưa, lốp mới nhé, bốn lốp mới như em đã rửa quay. Lưng cầu lên còn nhìn thấy lốp mới hơn. Và ống bô ống xả, đây là cái lốp treo phía dưới nhé các bác nhé. Và ống bô ống xả của xe thì ta sẽ nhìn phần chassis phía đằng sau. Ở phía đằng sau ta nâng lên ta nhìn được chassis phía đằng sau đây ạ. Hoàn toàn không có hiện tượng cong vênh và zin vào nguyên bản, có nghĩa chiếc xe không bị đâm số tai nạn các bác nhé. Đây, zin nhé, đây là phần bên phụ này. Tất cả những cái cua lốp cũng như là cái thanh nhựa ở phía sau này đều không có va chạm gì cả. Đấy, nâng cầu lên ta nhìn thấy rõ mồn một luôn các bạn. Vâng, đây ạ, zin tuyệt đối lên những cái thanh chassis này, nó zin và nó giữ được nguyên bản như mới sử dụng các bạn. Vâng, vậy thì với việc nâng cầu như thế này thì lại một lần nữa khẳng định về cái chất lượng của cái chiếc xe mà bên em đã tuyển chọn về. Và bản thân những chiếc xe này là xuất sắc các bác nhé, là xuất sắc và zin tuyệt đối. Vâng, cảm ơn các bác. Và bây giờ xin mời các bác sẽ tới các phần tiếp theo. Cảm ơn các bác nhé. Chốt xe thì liên hệ với em Dũng 0964 834 834 để chốt chiếc xe 7 chỗ đẹp xuất sắc này. Xin chào tạm biệt.